Hello xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Hoàng Thiện. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái con sao cạc dùng cho chuyên thu âm mọi người nhé. Đây là con Focusrite SKP22. Con này là con bản đời thứ hai, tờ gọi là TS2 đấy nha anh em. Nó con này thì xung quanh nó được thiết kế màu đỏ rất là đẹp luôn, nguyên khối là chắc chắn. Còn mặt trước thì nó đầu tiên nó sẽ có hai cái lỗ mic. Mic nhận là mic 48V và hai cái chỉnh tăng giảm âm lượng mic. Và đối với con này thì nó là một con những dòng sao cạc mà thu âm rất là chuyên nghiệp. Anh em có thể thu hai cái mic mà thành hai jack riêng biệt. Có nghĩa là một cái mic ở bên phải, một cái mic bên trái, anh em không bị quyện vào nhau. Đó, còn những như kiểu con sao cạc những con đời rẻ hơn nữa, mấy con U-Pop hay là mấy con cùi cùi như K10 các thứ phổ thông như thế thì không thể thu được như thế được, anh em rất là xịn xò luôn. Sau đây thì có nút lập nguồn 48V. Còn đây là cái lỗ cắm tai nghe 6.5. Đây là cái tăng giảm âm lượng của cái tai nghe ra. Ở đây thì anh em sẽ có một cái đèn báo tín hiệu, nhận là điện vào USB. Ok, mặt trên hai mặt rơi xung quanh bốn mặt nó thì không có gì cả, rơi dây gỏ, hai cái tấm mút tấm sóc. Ok, tổng thể thì nó đơn giản như thế thôi. Còn đằng sau là cái output nha anh em nhé. Output một cái là line, một cái là right, trái phải cũng là 6.5 luôn. Anh em mà không có tai nghe 6.5, anh em về dùng con này là anh em sẽ không cắm được hoặc là sẽ mua đầu truyền. Và đây là cái lỗ quan trọng nhất là lỗ nguồn USB để cho anh em có thể lấy nhạc vào máy tính hoặc là các thứ đó. Nhưng còn sao cạc chuyên nghiệp nên thì khó. Anh em không dùng cho điện thoại được mà chỉ dùng cho máy tính nha anh em nhé. Đó, tổng quan nó chỉ như thế thôi. Ôi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Tạm biệt tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye.